It's not my haircut. It's my my shaving, actually. Man, 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 nah, man, chẳng. Chẳng khiêm bát lược bát thiên bát ní đam bay vô một bộ sai chun lục nét âm pi bát sắc lục lục xong rằng xí đại là dây tha say say cái đó ở tại khăm ai nâng khoác khăm ai nâng miền bắc nhà khăm ai cro cứ mọc bị hôn sai được không chẳng ta việc bật bật ná nè ta việc bật bật ná dương non khné pi cha ná ta việc bật bật ná lục nét lưu sâu khiêm đi dây đến lục nét lưu sâu khiêm tế hay xong một phải tô phong ta chỉ riêng roll pel đại khiêm bát vừa lại show cứ ắt chia ba đấy chúng cáo sliệp vẽ có mình chia ba cái lái có mình chia ba nè Okun Mangiri, bà sân na chị anh bàn lang than xua đời xa chê nhóm xô mà anh bàn lang than xua. Nè, còn ai nơi khăn ông than mà nó sẽ lột tiệt. Nè, nè, chẳng nè, nè. Hay, xong chìm riệp, bọn phá ôn rượng nắng, hay, à lời ní khi bán, nâng, xa lộ bóng thừa cả bọ sài chùm phúc, bà sắc, របស់ លោក សំ រាំងស៊ី ដែល តាក់ទង ថា ស្អី ក៏ ដោយ ហ៊ុន សែន ធ្វើ ឲ្យ ខ្មែរ ក្រ ឃើញ ណា ណា ដូច្នេះ ហើយ លោក សំ រាំងស៊ី ទើប នឹង បាន ចុះ ផ្សាយ នៅ ក្លឹប វីដេអូ មួយ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ទី 5 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 តាម ការ ពិត គាត់ នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក ទេ តាម ការ ពិត ទី តាំង របស់ គាត់ នៅ ថ្ងៃ ទី 4 នេះ ប៉ុន្តែ អ្នក ដែល ផ្សាយ វីដេអូ គាត់ នឹង គេ នៅ ឯ អឺរ៉ុប ឯ នោះ ណា chẳng chỉ ca thò mà đá cái đại thật ngày thì pram chẳng thêm bạn xong chùn lộn nẹn nữa thế nữa chiết đấy ai từ hai mươi chiết đường bồng nổ nó bị khóa cả hai cái mà có cái khóa học cho ắt khoản thời ca đến thời ca luôn ấy thật chạy lời gì vân à bây giờ thuần từ cả sự có phân sai sẽ thật kết quả quan hiện trong chặt này thật quan sầm lắp chiếc đuôi đau nhục chết quan thưa ao về chiếc con rắn khai từ chiếc chiếc sự có à luyện đây thoáng thoáng đó là nó khai khai luôn nhỉ vẫn à luyện mà giang chiếc à luyện trên cầu vanh như chim á cứ cả sự có nhận thưa sai chưa thủ cao thiên thâm đâm sở đâm tốt đâm sở đai đâm lâu không chồng mai bê chồng mai lê tao bảo môn pha ma nó mà con bê nó nó về hai chuôn chuôn cho mà chuôn si su khúc thịt nha vay mà khóc cả sự phẩm tao luộc tới việc khát mà còn luộc khát mà rơi chẳng tao sao ông bơ bốc là lùi mình mới chắc anh bảo phlâm kia lăng lưng kia cả sự to nè và chốc cả thay các sự phong là nó ngay cứ lo là dụ chỉ mất đỏ chân si rung sầm lắm các sự đó chứ các sự đó khác hoàn toàn thôi sẽ khác nằm bên một bên của bạn khác thời thơ này được chơi đây đây khi mà biết khác từ kia luyện phong đây chưa từ kia các bạn chồng nó ban khác từ đó qua đó cho ấy bị muốn ắt từ thấy chơi chứ biết đó ấy ban chết một một đây thọ họ thấy ấy ban bị muốn ăn thấy chắc sắp lắp và chia riêng riêng ai và chia riêng riêng ra để xây lưới kê cho bẹ lưới văn cò à đây đi hai văn cò à đây là ra lại chuối xòm bồng non bệnh xòm táo nữa nè bong đại ca ca một cò cả ca một cò ăn càng nghe thơ nè ra chuối bong cà bạ thiết bôi được to khai lên thay rock lên nè lên thay
để thơ ca ban lấy nhà lấy mà anh mẹ ơn nâng sống khỏe đã bấy bong ca bạc à lấy đó chụp kết lấy kê văn con stơ đẹp ốc sân khẩm dương tơ bằng phong bằng chế đi khỏa bộ khmai dương và chế bó rắp chụp kết lấy kê văn con này sang hôn sàn rồi sang hôn sàn sầm lắp múc rớt bó chế cạc sĩ có dốc đầy cắp trầy ốc trầy ốc trúc trông tiếp sàn ao khai cài ao chuồn một cây bờ bánh như chiêm tam ca mình thao thao được năm rồi bao nhiêu chắc riết khoe chuẩn bị đi văn co là sao không sai à lấy không sai đấy một cái bàn lui bị chân trở nè à lấy do lui bị chân nó mà xong bầm non chuẩn nuốt bị chia liệt mai đấy bây giờ mình đang nói chuyện này tên bao lâu nhưng đang chuẩn riết bị chia liệt mai xong cha là bọt nữa cha là bọt còn sai nhưng đừng cha bầm non đại ជារៀងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើប្រពន្ធឲ្យធ្វើអីមួយឲ្យប៉ះបោលរឿងអីដែលឧត្តមតតិខ្ពស់ខ្លះទៅខ្លះទឹកសិនប៉ុន្តែបើអ្វីដែលប៉ះបោលដល់ជីវិតជីវភាពអាយុជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងនៅតែបងបានការងារធ្វើរក្សាការងារធ្វើបានប្រាក់ខែបានដេីធ្លីមកវិញបានទីផ្សារលក់ផលដំណាំបានចំណាយពោះហើយអាបំណុល bạn lúc này bảo sợi thế nè, ní cứ chế bật xa rồi bỏ lúc xa mẹ răng xí cứ tệ tôn thả rìa khám mái chùm phép bầm nol kê vòn có đòi xa tay rồi bọp hôn sàn được chứ nè khám mái thả lẹ cổ bộ hôn sàn khám mái thả lẹ cổ bộ hôn sàn chẳng khiếm bát xong bỏ sợi hay khiếm bát có đăng đai thả cao nạ bỏ sợi nâng tụt tuôn ca rì quân nằm bì lúc này bảo sợi đại quân trô lúc xa mẹ răng xí thả khiếm bát càng chương lúc hôn sàn chẳng đáp từng ọc này thả ta khi nhóm bát bọ sài nên dạng mạch lúc xong rằng sĩ bà này dây ẩm bánh mà nha nha thả cả sẽ có thả lẹ khuôn cỏ bì bố kê bấm bật tìp xa cái kênh và vánh lờ lột cái kênh và vánh lờ cả sẽ có bàn chìa đâm xây tư nâng mình bàn lộn phần lật phần rồi bọc luôn chùm nành tê hãy có khai tới chìa nẹ chùm bẹp bầm nol kê vòn cỏ chẳng khiếm bát đọc sài về rừng cả sẽ cam sân là thế nè cả sẽ cam nơi nông vật tế Campuchia sắp ngay ní cầm phung tài chua cho bò rừng mùi nè cả sẽ có lốt đâm tầm nắm nhẹ phá áo tài tam lư kê thá la kê thư kê thá đầm ní lỗ lốt đầm nâng tư lốt ớt toán vô chức bác ông pí ở vấy đại lục trực đám nâng ở vấy đại lục lục bàn bọn tốt mà tiết nơi khnông cách ca cả sẽ cầm và chạy bón và tế Campuchia dưỡng đại bị đám lái thuộc miên mặt sâu bay vừa rộ bò sài chồng cá tam bay bò ràn cứ dường phía nâng nông quà cánh đáy dường pra cô tâm dường rùa nâng rùa nọt thơ mà đá hay dường pra cô cổ bay tâm dường chốt nâng đáy lạ nâng lạ dương bọc bên nâng đai lạ nâng lạ đôi chân này hơi dương thlop phơ rộ bò cả sẽ cắm tam bọc bà cao sạp mây mặt chú bài cả sẽ cắm dương miền phú miền sạp miền stung miền xong tổ miền phú miền rõ miền sạp miền stung miền chú rốt bọc bên rồi hốt đó rồ mô phòl sợ đạc nông ba vô tới mà xin cần sợ tăng bí chân nằm bọn 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 rồi cao sạp bay máu bởi chia cả sẽ có dương phluk tắc phluk đấy nâng cường dồn nị dũng xong phê rẽ bẹc cần đào xoay bảo vọt nâng xoay bảo vọt nị dũng hói nâng phluk tắc phluk đấy rương ca pra chí đại chí nô miên bảo phục mình chú bạc lọ phóng hói nà mùi chất cùng nít rồi bọc bởi chia cả sẽ có dương bê phương tầm nắm tay trong bàn phòl rồi ha phùm toàn dùl ẩm pi ha nị phê hói mùi tiết cứ chưa tờ lỡ ca đâm tầm nắm kê tha đôi chân này hói ca hợp xong về sân đòi kê tha lỡ hàng chênh mà chùm nuốn có đòi bê chốt bọc bàn rưu phẩm một phòl cả sẽ có dương có khó chất ná có chọt khó chất đòi xa tay tên là phòl đài phẩm một dọc bàn nâng lụa tớ dọc tờ xong tầm lại chai với prom tiền chi cường mà xin nè, bệnh anh ta nè chỉ đam lạ nâng mình cướp, nè,
trong này cứ chỉ cả khóa khát để cắt lần nâng rệt cả hôn sàn có tổ tùl khó trời lửa cả khóa khát nâng cả khóa khát đòi xa tay cổ xuống cả sẽ cầm mình toàn này nôm bởi chìa cả sẽ có nhá áo chạy dục dục nông ca phía phá lửa ca pra pra cường dôn cần bẹ cần đá xoay bảo vọt nâng xoay bảo vọt áo bởi chìa cả sẽ có chế rửa phụ trời là ổ đài xong xọp nâng tiếp xa bình dục làm phía ả nà quốc tiếp xa hai nâng bình dục bì ca pra pra chi chế đam lạ nâng lạ nâng cư chi chùm nay cho rồi bỏ rệ chá để khóa khát tại rệ chá mình bán ổ tiên áo cả sẽ có nà mùi cờ rò tê nế ất bán ổ tiên áo cả sẽ có nà mùi thlẹ khuôn cờ rò tê hai ca cháu bà căn rồi bỏ lục xóm ràng xí cứ khóc từ từng từ mất bán khóc từ từng từ khăn ông thả nạ chìa rệ chá rệ chá từ tù khóc trâu lớp này cả sẽ cầm được không bởi tế chẳng từ tù khó trái lỡ chi vật hiếp rồi bỏ cả sẽ có mùi chùm này chẳng rìa chá từ thư ai cả sẽ có cổ mà đại tư bà thư ai cả sẽ có thật lẹc luôn cổ rìa chá từ tù bẩn tục đôi chân này lục xóm ràng xí nị dây tăng lần ngờ thà lục hôn xài nâng chọn thư ở vầy nâng ô tiên ai bỏ chia cả sẽ có nâng thật lẹc luôn cây cổ lúc hôn sáng quát chế nẹ chùm ca, quát cát mau bì sáng chùm ca. Nát quát mân là ngơ đôi phụ sả la bà răng, tới cháu kê tha. Nẹ đặc nôm nâng ô tiên ở bà chê chôn cỏ đi, bì bố cam vị thi rệt ca hôn sáng. Cứ cặp bẩn thói phép cầy cỏ. Nát, hai bà tốt mà tiết. Sạ kà đà nụ bố l bà chê bây ở phép rồi bò rệt chá mình tha rệt chá nâng đặc nôm đòi hôn sáng rư mình đặc nôm đòi hôn sáng đê cứ rệt chá nâng kê trời thơ mách ná áo bà chê kạ sẽ có nâng miên chi và phép là ó bì bố rệt chá trời kà bà chê bây ở phép hái rệt chá trời chê chanh bì bẩn túc rồi bò chê kạ sẽ có khang chi và phép bì bố bà chìa cả sẽ có cứ chìa thân nào cả sẽ cắm phò lít tạc cắm tiếp chiên kì bồng phót nơi khăn ông bà tế đài bà tế dương trời phân bẹ chìa mù là than phò lít tạc cắm mùi khăn ông xài tạc cạch chân mà cháu thơ rì chá hôn xài nâng hôn xài nâng không bẩn sạc gót ôi bà chìa cả sẽ có cây cỏ cứ chìa rương phút cỏ họ mùi nha bà tốt mà tiết nhầm xông chùm riêp thà xông bấy tại lục xâm ràng xì quát ọt chết vừa sài phong. Nghá, quát ọt chết vừa sài phong, đôi bột bột chân. Bộ bạc của mình đi Campuchia ọt chết vừa sài tê. Nghá, mục lục xóm ràng xì ní ấy, xông mê ta bong phá ôn để con trô quát. Mê ta xua quát. Thả ta cả sẽ cam Campuchia ta râu cái tùm ruông đôi mặt đách đàm bay lướt công phố chi vật hiếp bảo chia cả sẽ có. Xua quát chân. Hãy xong ai lúc xong ràng xí nâng chanh nị khai bậc bọt bư sạch đá. Sự đấy ông bí rụt biệt về rẽ. Đài là dô bài tư ngay múc. Bỏ xanh ba lúc xong ràng xí chỉ mê đất nôm nực nông thân nạ rệ chá. Ta miên tè sở nạ đôi mặt đách. Lừa ca lừa cùng bố sma ra đây nâng chi vập hiếp. Rụt bọc bỏ chia cả sẽ có khám ai nâu bà tê Campuchia. Xua gót ở chăm gà lai nâng. Ai quạt chlai mơ, khi ông xóm phải áp tha, ai quạt mau tân cả nạ cam mạc ca cần đá bỏ quạt để đá tam quạt đôi môn ọt các bà lưng nè. Màu sở xê nị khai bỏ bóc có vẻ ọt chánh phong, bì bố hả lấy tên là ngơ. Bán chìa chánh nè dô bái là hốt đo sọc ngay chánh khi miên chụp. Hái nơ xót đám tôn tà mà giang đi, cứ phụt, cậu họ. Chạ rục, chạ chkiel, hai lục xóm ràng xí gọt xa rập hiếp mình nâng ạ. Gọt tha án nâng ngay để dương thở tư bầm phóc và chia cả sẽ có nâng ạ. Nó, chẳng hiếm xóm chùm riêp bọn bà ôn bọc srei còn khám môi chia ti cờ rục chia ti sản lành. Rìa chá hôn sàn, mình bọn tục tự tù khó trâu. Lơ cầm rắc chi vập hiếp bọc 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 chia cả sẽ có tu tăng bọc tế Campuchia có bật hời. Tại khá miên phó tăng nà mùi, đài bỏng hành tha rìa chá hôn sàn,
miền put the bot jet a crot the old thing. I'll pretty cats a cot, let clone craw tea. Nah? Mun bandrung a car, dial young, munton, I look and poor chief of here, pretty cats a cot ban. Snow nay pang a hackulum nung, night jum nur cats a can. Bump on jolly pit nung, lum nung, nay jum nur cats a can. សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលំហូរចូលយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកហិរញ្ញប្បទាននិងហិរញ្ញវិនិយោគពលគឺវិនិយោគហូរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាហិរញ្ញប្បទានបានហូរចូលប្រទេសកម្ពុជា ជាមធ្យមយ៉ាងតិចណាស់1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរួមទាំងកម្ចីនានាសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាផងរួមទាំងណាវិនិយោគសពសារពើដែលមានលំហូរចូលលឿនហើយខ្លាំងពេញបន្ទុកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើឲ្យទីប្រជុំជនខេត្តក្រុងបូរីខ្លាយទៅជាទីប្រជុំជន ដែលជាទីប្រាថ្នានៃប្រជាកសិករនៅជនបទពលគឺកូនខ្មែរដែលជាកូនអ្នកស្រែចម្ការក៏ចាប់អារម្មណ៍តាក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍លើភ្លើងពណ៌ក្នុងក្រុងខេត្តបរិយហើយបាននាំគ្នាណាអណ្ដោប្រវេសបន្តិចម្ដងតាមល្បឿនតិចរីច្រើនមកកាន់ទីប្រជុំជនខេត្តក្រុងណាមកធ្វើកម្មកក មកធ្វើកម្មការនីមកលីសែងមកបំរើសេវានានាសពសារពើរួមទាំងមកក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងនៅក្នុងទីប្រជុំជនខេត្រនិងរាជធានីណាការដែលបង្កើតទៅជាមេដៃឆក់តាក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនបានសម្រុកមកកាន់ទីក្រុងនេះ ធ្វើឲ្យលំនឹងចិត្តរបស់ប្រជាកសិករคลายទៅជារង្គោះរង្គើនិងមួយគេហៅថាស្នូលបញ្ហាណាហើយស្នូលបញ្ហាហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងក្របប្រទេសទាំងអស់នៅពេលដែលប្រទេសហ្នឹងគេធ្វើការអភិវឌ្ឍចំណាំមើលរបៀបប្រទេសមួយៗកាលណាគេធ្វើការអភិវឌ្ឍណាលោកសំរងស៊ីគាត់រៀនសាយតកិច្ចគាត់រៀនខាងហិរញ្ញវត្ថុគាត់គួរដឹង ប៉ុន្តែការឃោសនានយោបាយគាត់យកអាក្បួនភូតមកនិយាយគាត់យកអាក្បួនចាក់រុកមកនិយាយគាត់អត់មានសុខឆន្ទៈបញ្ចេញនៅនិខេតប្របត្តិពិតប្រកបស្ដីអំពីជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគាត់ថាចាំអញ្ចឹងអំណាចសិនបានអញធ្វើតែនៅពេលដែលអញមិនទាន់កាន់អំណាចអញចាក់អញឆ្កឹះស្គាលហើយអាលំនេះហើយជាសន្តានចិត្តនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីណានឹងសុំជ្រាប អញ្ចឹងប្រជាកសិករដែលជួបប្រទះនឹងជីវភាពនៅតាមជនបទស្នូលនៃបញ្ហាគឺលំនឹងនៃរបរកសិកម្មនឹងរាជការក៏ខ្វះខាតណាខ្ញុំអត់និយាយថារាជការអត់ខ្វះខាតទេរាជការក៏ខ្វះខាតដើម្បីនឹងពង្រឹងស្មារតីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកថានៅក្នុង development នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលពុំតាន់បានទទួលនៅការអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសជាតិដោយកម្ពុជាដែលទើបតែនឹងងើបពីសង្គ្រាមមកហើយត្រូវស្ដារឡើងវិញទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺការស្ដារឡើងវិញនិងជួសជុលហើយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលផងដែលប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះ 25 ឆ្នាំហើយពុំតាន់ប្រតិភូអំណាចបានរលូននៅឡើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងរបបកសិកម្មរដ្ឋមិនបានទូនមានផ្ដល់នូវយោបល់ហើយនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រជាកសិករយើងយល់ដឹងនិងមានលំនឹងពិតប្រាកដលើរបបកសិកម្ម កូនចៅកសិករមួយចំនួនបានចាក់ចែងពីភូមិឋានរបស់ខ្លួនមកធ្វើកម្មកកម្មការនីនៅតាមទីរួមខេត្តនិងរាជធានីកូនចៅប្រជាកសិករមួយចំនួនបានចាក់ចែងពីភូមិឋានរបស់ខ្លួនទៅរកភ្លើងពណ៌ប្រជាកសិករមួយចំនួនណាបានចាត់ទុកថារបបកសិកម្មគឺជារបបនឿយហត់
ប្តីស្រីឬប្រពន្ធកូនដែលអាចធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងនឹងខេត្តបានធ្វើជាពលករធ្វើជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូធ្វើជាអ្នកធាក់រ៉ឺម៉កធ្វើជាអ្នកធាក់តុកតុកធ្វើជាអ្នកបើកឡានធ្វើជាអ្នកកម្មករសំណង់ឡានឡាដោយសារហេតុនេះហើយបានជាប្រជាកសិករបានរង្គោះរង្គើនៅជំនឿលើរបបកសិកម្មរបស់ខ្លួន រីឯប្រជាកសិករខ្លះដែលនៅសល់គាត់ក៏មិនបានទទួលនៅព័ត៌មានពីព្រោះព័ត៌មានលំហុកចូលខ្លាំងដូច្នេះហើយពេលគាត់ដាំដំណាំគាត់មើលឃើញគេឃើញឯងគាត់ធ្វើដោយគេដោយឯងគាត់ដាក់ជីគាត់ដាក់ជីដោយគេដោយឯងពេលគាត់ភ្ជួរគាត់ភ្ជួរប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តដោយគេដោយឯងពេលដែលគាត់ច្រូតគាត់ប្រើគ្រឿងយន្តដោយគេដោយឯងពេលគាត់ច្រកថង់វេចខ្ចប់ ជួនកាលគាត់សកចិត្តលក់ឲ្យគេយកទៅសម្ងួតផងដូច្នេះអ្វីដែលកំពុងតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ភ្លុកទឹកភ្លុកដីបោះបង់ចោលរបរកសិកម្មតាមមធ្យោបាយបបការនិយមក៏คล้ายទៅជាចំណោទមួយចំណោទនោះហៅថាការចំណាយទៅលើឧបករណ៍និងមធ្យោបាយកសិកម្មដែលធ្វើឲ្យចំណាយនោះប៉ោងធំ ហើយផលិតផលលក់បានចំណេញតិចត្រង់នឹងហើយដែលប្រជាកសិករខ្មែរខ្វះខាតខាងជីវភាពរហូតដល់មានមួយចំនួនចំពាក់គេនិយាយមកដងទៀតស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រជាកសិករមានកូនចៅរត់ទៅធ្វើការកម្មកររោងចក្ររត់ទៅធ្វើការនេះនោះនៅក្នុងក្រុងអស់នៅសល់យាយតាជួនកាលគាត់អត់ធ្វើជួនកាលគាត់ធ្វើតិច ចំណែកប្រជាកសិករខ្លះដែលនៅធ្វើជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍រឿងទំនើបកម្មផ្នែកខាងគ្រឿងយន្តសពថ្ងៃខ្មែរខ្លះលក់គោលក់ក្របីអស់ហើយសុខចិត្តភ្ជួរនឹងអត្រាក់ទ័រឬក៏គោយន្តពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិណាបន្ទាប់មកទៀតស្ទូងសឹងតែប្រើម៉ាស៊ីនពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិស្ទូងបន្ទាប់មកទៀតច្រូតខ្មែរឈប់ច្រូតនាំគ្នាប្រើម៉ាស៊ីនច្រូត បន្ទាប់មកទៀតសូម្បីតែច្រកបាវខ្មែរចង់ឈប់ច្រកបាវទៅហើយគេច្រកបាវពីម៉ាស៊ីនតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតខ្មែរកំពុងតែភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការប្រើជីដែលជីនោះមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ហើយប្រភពមិនច្បាស់លាស់នឹងជួនកាលប្រើប្រាស់ទៅធ្វើឲ្យដីខូចក៏បាត់បង់ទិន្នផលជួនកាលប្រើទៅបានទិន្នផលតែ 3-4 រដូវក្រោយមកក៏ធ្លាក់ទិន្នផលត្រង់នេះហើយ ដោយសារតែលំហូរចូលនៃព័ត៌មានមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះវាច្រើនពេកហើយដោយសារការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជាជនភ្លុកទឹកភ្លុកដីប្រជាកសិករភ្លុកទឹកភ្លុកដីបោះបង់ចោលមធ្យោបាយបបកាលរបស់ខ្លួនគឺភ្ជួរដោយគោណាចំនួនការឆ្នៃប្រឌិតភ្ជួរគោមួយរាស់គោមួយរាស់កបីមួយភ្ជួរកបីមួយខ្មែរ កសិករខ្មែរលោតផ្លោះពីឈប់ពីឈប់ភ្ជួររាស់ដោយប្រើសัตว์ពាហនៈទៅកាន់ការភ្ជួររាស់ដោយប្រើគ្រឿងយន្តពាក់កណ្ដាលឬក៏ស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងត្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនត្រូវចេញថ្លៃសាំងបូមទឹកប្រជាជនក៏ឈប់បាយទឹកដាក់ស្រែក៏ចាប់ដើមប្រើម៉ាស៊ីនបូមប្រជាជនបានលោតផ្លោះចោល ណាប្រជាជនបានយកលោតផ្លោះចោលគំនិតរហ័តទឹកអីជាដើមហើយចូលទៅដល់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលម៉ាស៊ីនបូមទឹកនោះប្រើកម្លាំងធម្មពលដោយប្រេងឥន្ធនៈប្រទេសកម្ពុជាអត់ចេះចម្រាញ់ប្រេងបានមួយដំណក់ទេដូច្នេះហើយពេលប្រេងឡើងថ្លៃជាបន្ទុកចំណាយលើកសិករពេលជីឡើងថ្លៃជាបន្ទុកចំណាយលើកសិករណាបានផលិតផលដែលកសិករប្រមូលបានណោះ លោកតើវាអត់គ្រប់ត្រង់នេះរាជការមានភារៈទទួលបន្ទុកខាងណែនាំណាតែបើទៅចោតរាជការថាទៅធ្វើទៅសង្កត់កកឲ្យប្រជាកសិករធ្លាក់ខ្លួនក្រគឺមិនពិតទេដូច្នេះការចោតប្រកាន់ថាហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យកសិករក្ររបស់លោកសំរាំងស៊ីគឺជារឿងភូតកុហកណានិយាយឲ្យគិងគក់ឲ្យសេក ឲ្យតាវ៉ៅឲ្យគោស្ដាប់អានឹងវាអាចស្ដាប់បានឬក៏ឲ្យអ្នកដែលឆ្លក់អង្វែងគ្រប់គ្រងលោកសំរាំងស៊ី
ដោយចាត់ទុកថាចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រភពដើមចេញពីហ៊ុនសែនអានោះគឺគេជឿហើយប៉ុន្តែតាមសុភវិនិច្ឆ័យវាអត់អញ្ចឹងទេអានឹងរឿងកសិករធ្លាក់ខ្លួនក្រណាទេណាណាអញ្ចឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីទុកឱកាសឲ្យឯកឧត្តមសំរាំងស៊ីកុំឲ្យបន្តការភូតកុហកសូមអំពាវនាវជាសារចំហ ចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងឯកឧត្តមសំរាំងស៊ីលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកសំរាំងស៊ីផ្ទាល់ព្រមទាំងក្រុមដឹកនាំក្រុមរាំងស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចេញនីតិប្រវត្តិមកមើលលោកអ្នកចេះធ្វើស្រែទេខ្ញុំមិននៅស្រុកគេជាងនៅជាងកើតនៅស្រុកខ្មែរតែខ្ញុំមិនដែលភ្លេចរឿងធ្វើស្រែទេជុំការហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសិក្សាអំពីប្រទេសដែលមានមុខរបរកសិកម្ម ណាខ្ញុំសិក្សាដំបូងខ្ញុំសិក្សាអំពីកសិកម្មនៅប្រទេសថៃឡង់តាំងពីចំនួនទសវត្សឆ្នាំ50 60 70 80នៅពេលដែលប្រទេសណានៅពេលដែលប្រទេសថៃឡង់ជួបប្រទេសនឹងទំនើបកម្មដីធ្លីឡើងថ្លៃប្រជាកសិករបានបោះបង់ចោលរបរធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំលក់ដីទិញម៉ូតូទិញទូរទស្សន៍ អង្គុយយល់អង្រឹងដេកស៊ីចម្ពាក់លុយគេហើយរត់មកបើកតុកតុកនៅឯក្រុងបាងកកផឹកថ្នាំគូជុលគ្នាដែលលាយជាតិយ៉ាបាខ្ញុំសិក្សាពីរឿងអស់ហ្នឹងសិក្សាអំពីទឹកសំអុយទឹកជាតិគីមីដែលកសិកម្មដែលបើកនៅជនបទឬក៏ក្បែរទីក្រុង ណាបានបង្ហូរទឹកគីមីនឹងចូលទៅក្នុងស្រែចម្ការកើតរមាស់កើតកមក៏ខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំសិក្សាការបោះបង់ចោលដីដែលអត់មានទឹកហើយត្រូវរាជការថៃនឹងដាំដើមប្រេងខ្យល់ក៏ខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំសិក្សាពីការជីកក្តាមខ្យងការរកត្រីរកសត្វណានៅក្នុងប្រទេសសៀមនឹងដើម្បីចិញ្ចឹមកាពះរបស់ប្រជាកសិករក៏ខ្ញុំសិក្សា ខ្ញុំសិក្សាពីចំណាក់ស្រុកក៏ខ្ញុំសិក្សាមកអំពីកាលនឹងខ្ញុំចូលខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយឯកអញ្ចឹងខ្ញុំបានសិក្សារបស់អនឹងហើយសពថ្ងៃនេះណាបងប្អូនបើបងប្អូនណាចង់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺងាយយល់ជាទីបំផុតមិនបាច់ទៅសួរ NGO ណាទេព្រោះ NGO ហ្នឹងគេស៊ីតែប្រាក់ខែហើយគេសិក្សាច្បាស់ច្បាស់ទេខ្ញុំប្រាប់ទៅសភៅតាមកបាលទេ អាចឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងពីបញ្ហាដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងជួបប្រទះនៅតាមជនបទសៀវភៅនឹងមានចំណងជើងថា Thailand behind the smile ប្រែជាភាសាខ្មែរគេហៅថាប្រទេសថៃឡង់ក្រោយស្នាមញញឹមណាដែលសរសេរដោយអ្នកនាងម្នាក់គាត់ជាអ្នក សរសេរអត្ថបទកាសែតដល់ឆ្នាំរបស់កាសែតដេបេងខផសខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ទាំងមូលហើយប៉ុន្តែដូចជាសុនិតស៊ីដាឯកឆៃឈ្មោះខាងចុងឯកឆៃចាំខ្ញុំទៅរកឈ្មោះនឹងឲ្យច្បាស់ខ្ញុំជូននៅអេមអាម៉ាសនសៀវភៅនឹងធ្លាក់នៅសល់មកដុល្លារ90សេនទេទិញអានទៅ ណាចំណងជើងគេគេដាក់ឈ្មោះថា Thailand Behind the Smile Thailand ក្រោយស្នាមញញឹមសៀវភៅនឹងបោះពុម្ពផ្សាយដោយកាសែត The Bangkok Post នៅភាគខាងចុងនៃទសវត្សឆ្នាំទី80និងខាងដើមទសវត្សឆ្នាំទី90គេនិយាយម៉ាសារីនឹងសៀវភៅនឹងអត់ក្រាស់ទេគេនិយាយម៉ាសារីបញ្ហា ដែលជួបប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃឡង់ដើម្បីយកមកសិក្សាហើយអ្នកស្រីឯកឆៃណាគាត់ទទួលពានរង្វាន់ក្រោយពីគាត់សរសេរសៀវភៅនឹងពីព្រោះជាសេចក្តីស្មោះត្រង់ក្នុង investigative journalism គឺការសិក្សាផ្នែកខាងសារព័ត៌មានស្រាវជ្រាវអំពីនឹងបាទ Thailand behind the smile ណាស្រីអ្នកនិពន្ធនឹងឈ្មោះឯកឆៃ last name គាត់ទៅ ហើយបោះពុម្ពផ្សាយដោយ The Bangkok Post
Khiom phep rưỡng rưỡng để cắt nơi không phải tết cam phải chia bờ sân chỉ khiom chỉ nẹt để vô bài đôi lô xong rằng xí khiom ấp trăm bạch mua và cắt lộ hôn sai nè khiom phát đal cùng nết sát tha bản na chấm po hơi chờ rót tha vị bá hai khiom ấp trăm bạch chuốc nè chấm mua lộ hôn sai nè nè khiom khai tới chia cả nạ bạ và trăng muối đại kẻ hai tha cả nạ bạ bạ trăng đầm bay sát tha bản na nơi bên nó nghe phải chia chun sờ lánh khi ông chieng lục xong rèn xì thế lục xong rèn xì phải chia chun rọp liền sờ lánh mau pi quạt bao kê hướng quạt prai phải chạy cái tê muối quạt sầm đầy một hay khăm ai dương tự ngư bị cắt sầm lạp khnề máu sờ lánh na hướng sầm đầy một chân hai bàn miên khăm ai khla phong khluôn là hồ đợt tự trời cọp bài ngọt bài các bạn slap đòi xa tại chưa lục xong rèn xì à lấy dương cả lấy mớ tẹt sờ đây dập hiệp à tây tạ cả nó là dạ pê mà pay chân ăn chiêng để lộ xong đang suy thư này vô bài khăm mai miên ban chậm nhanh sẽ khởi bị bộ các ba bay các ba rụng bu hành sạp ấy ta và tê Campuchia thử ca này vô bài và trang là biếp nắng rứ có và tê Campuchia thử ca này vô bài và trang muối đá vô nẹ này vô bài đôi xong đang suy vô non rôn nâng đồng rôn nâng ca rụng lốp chí chôn ở tiêu hoa thật miền ca rồng lộc chi chuan nơi để khơi chua bờ tây đại sa ca mình tốc chặt kia nè để vô bay vô non rong tại nè để vô bay xong rằng xin mình ban vô non rong tê quạt vô trường rốt hay quạt vô mọt rung nè trường quạt rốt nè trường quạt rốt hay mọt quạt rung làm bay ở khmer rong tục nè chẳng lộc nè kịch mở tới đôi chân chai chẳng bác sân chứ con anh mùi anh chọn thưa này vô bài nắng con anh thưa cho bu ông mình khoát tê bu ông khoát tay nè nè bà khmênh mà xua bu ông bẹp tha ở khom riêng nè tay bà khom mà chê mà rai kê nè tam Facebook hay vô đặt luôn nè khoảng ba tờ cho xong ràng xí chết tay dọc mai chăm được tuôn tay khải lô bàn bộ tăng ọc nè nè chê anh tay tử nè hai nè đại tha khi nhom sky vuôn nhom sông o cồn khi nhom sông o cồn mách ban sông o cồn David nè đại anh mình sky nè ta anh miền chui sọc tê ai ca tê sọc thằng ấy nè sọc tê ha đại nơi chỉ ngao ngao nè nè du du tới sạch chạ thoa môi ban chân mà hơi cứ bộ đại David anh hai kia sky nè sọc ngay kia nâng sọc nâng kì có sang sọc ọt ban là ồ tê. Kì có sang sọc ọt ban là ồ là ạch nà nà rê. Bần tay bộ đại dương hai kì thạch cái nè. Kì chỉ nẹ chăm sọc nồng. Toàn nâng hai để kì chỉ mùi nâng bạch chi chôn mà chỉ nuôn. Để squal à nụ xa và đi đợt chú chọt. Kì ọt chứa mà nức đôi đầy vật anh tê. Nè, chôn cá đầy vật, xong bây tại đầy vật anh lẹ một cả đời. Có David ai nơi si thầy nghiệt vì sọc mai đây. Nhá. Vô lê. Nơi si thầy nghiệt vì sọc mai đây. Rứa con nơi mơ cả ra ok. Đại xong đánh đôi mà nữ đây. David ai hai kê đã chạy nè. Anh đừng chăng á. Anh chăng cũng ai dương miền tùm nọ nè kia. Khi ông first live show này đồng bây chào ai top. Nâng ca bật đích. Rồi bỏ lục xong rằng si tha. Khăm mai thả lẹc luôn cỏ bị bố lục hồn sàn. Ok. À lấy to tới tiết. Nè. Nị dây ẩm bì bẩm nol. Nè. Nị dây ẩm bì bẩm nol. Nhóm bán sắc xa ẩm bì bẩm nol nâng. Cứ sắc xa bẩm nol nâu bà tê Thái Lan. Sắc xa ẩm bì bẩm nol nâu Indonesia. Hay nâng bẩm nol nâu Philippines. Đôi chân này ớt lùm bạc dô lê tê hai khi nhóm của bạn sạc xa ẩm phí micro hệ răng nhau và thốt đài kê bằng cát nơi Bangladesh chỉ đàm lại đằng lại khi nhóm mình mơ khơi đôi ạ cả tệ cùng nít rồi bỏ lục xong rèn xì tê nè tại môn nâng nị dây tha khám ai chùm phép bầm nó đòi xa hôn sáng xong xua sần ta ở đây chúng ta hôn sáng chỉ nẹp bằng micro credit agencies nơi sọc khám ai rử
វាការពិតមានអ្នកមានលោកអញ្ញាណាក្ដុំពីមួយចំនួនបានគក់បានប្រមូលលុយដាក់ផុកបកើតក្រុមហ៊ុនកម្ចីមៃក្រូវាមានប៉ុន្តែអានឹងមុខរបរទីផ្សារមុខរបរទីផ្សារគេមានលុយគេប្រមូលលុយមកគេធ្វើកម្ចីមៃក្រូអីចឹងដើម្បីអីដើម្បីគេរកស៊ីគេយកលុយទៅរកស៊ីអញ្ចឹងសួរថា នយោបាយរបស់សំរងស៊ីទៅថ្ងៃមុខនឹងអត់ឲ្យគេរស់ស៊ីអានោះទេបើសិនជាអត់ឲ្យគេរស់ស៊ីអានោះលោកសំរងស៊ីនឹងជាអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យខ្មោចកាច់អីពីព្រោះក្នុងឋានៈជាអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យអនាគតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារហើយបើសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារអាកម្ចីមៃក្រូនឹងជាចំណែកមួយនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ពលគឺអ្នកដែលមានលុយនឹងគេត្រូវរៀបចំក្រុមហ៊ុនចងការប្រាក់ដែលរត់ត្រូវអនុវត្តក្រិតក្រមលើការកំណត់ចងការហើយនឹងធានាណាការប្រើប្រាស់វត្ថុតាងដែលកក់សម្រាប់យកកម្ចីជាដើមលក្ខណៈអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងណាបើសិនជាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រមុខរាជការហ្នឹងតើគាត់ត្រូវលុបចោលឬខៀខាំង បំបត្តិសិទ្ធិរបស់កម្ចីមៃក្រូឬចំឡាយឆ្លើយថាគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងទេពីព្រោះកម្ចីមៃក្រូគឺជាចំណែកមួយសម្រាប់ប្រមូលនៅហិរញ្ញប្បទានៅពេលដែលរដ្ឋខ្វះខាតណាលើកម្មវិធី subsidy ផ្នែក Khang Financing to the rural farmers or villagers អញ្ចឹងក្នុងការធ្វើកម្ចីមៃក្រូវាអត់ខុសទេ ណាវាអត់មានអីខុសទេវាជាសាជីវកម្មអញ្ចឹងដល់ពេលមានកម្ចីមៃក្រូវាបង្កើតបានលទ្ធភាពឲ្យអ្នកក្រីក្រអាចខ្ចីប្រាក់បានណាខ្ញុំបាននិយាយហើយអារឿងកម្ចីវាអត់ចេះអាក្រក់ទេដែលវាខុសបញ្ហាគឺអ្នកខ្ចីយកមកប្រើវាខុសដូច្នេះហើយសហុកអាមេរិកនេះក៏វាមានមនុស្សខ្ចីលុយមកប្រើខុសណា សក់ណាក៏ដោយក៏វាមានបញ្ហាប្រើកម្ចីខុសប្រទេសកម្ពុជាភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយសារ financing availability become rapidly expanding ណា that cause problem among borrowers that do not know how to use the loan he or she got រឿងហ្នឹងគឺជារឿងផ្ដាសាយ ជំងឺឈឺក្បាលរបស់អ្នកដែលទៅចងការប្រាក់ទៅខ្ចីគេយកមកហើយប្រើប្រាស់កម្ចីខុសក្បួនណាដូច្នេះហើយការដែលគណៈបពប្រឆាំងមួយខំប្រឹងជំទាវកោកកោកចង់លៀនទៅសៃគូតចរុកថាការឲ្យកម្ចីទៅកាន់ប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺការធ្វើឲ្យប្រជាជនជាប់បំណុលអានឹងភ្លឺសុត ណានឹងគឺជាសម្ដីភ្លើសុតបើមិនសម្ដីចាក់រុកទេគឺជាសម្ដីភ្លើសុតមិនគួរណាស់ទៅរៀនសាលាបារាំងទេកែងធ្លាប់ធ្វើការធនាគារដែរណាអ្វីដែលសំរងស៊ីគួរចេះដឹងនោះគឺ loan sharking ប្រែភាសាខ្មែរគេហៅថាកម្ចីផ្លូវងងឹត ដែលចរន្តនៃអ្នកចងការប្រាក់នោះមិនគោរពច្បាប់ទេប្រើអំណាចចេះស្ដាដើម្បីពំពុះពំពុលឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់នោះចំពាក់បំណុលហើយរឹបអូសយកអចលនៈទ្រព្យឬក៏អូសយកកូនប្រពន្ធគេទៅធ្វើសម្ផឹងអានោះជាមុខងាររបស់រាជការត្រូវអនុវត្តដើម្បីកម្ចាត់ចោលនៅកម្ចីខ្មៅងងឹតហ្នឹងដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា loan shark គឺការកម្ចីក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់របស់មៃក្រូកម្ចីឬធនាគារកម្ចីដែលកម្ចីនោះណាคล้ายទៅជាការបំពាក់បំពុលឲ្យអ្នកដែលខ្ចីនោះធ្លាក់ទៅជាជនរងគ្រោះដើម្បីយកអូសយកកូនយកប្រពន្ធរបស់គេទៅធ្វើសម្ផឹងឬយកកូនប្រុសរបស់គេទៅធ្វើពលករតាមនាវានេសាទលក្ខណៈហ្នឹងមួយហើយប្រើប្រាស់ការបង្ខិតបង្ខំដោយផ្លូវងងឹត មានជើងកាងអីជាដើមរហូតដល់ប្រើមន្ត្រីជាប៉ូលីសជាទាហានអីដែលពុកអលួយនេះធ្វើជាអ្នកទៅទាលុយជាដើមលក្ខណៈអានោះវាក្រៅប្រព័ន្ធរាជការដែលមិនអាចបន្ទោសរាជការបានតែជាបន្ទុករបស់រាជការអានឹងវាកើតនៅស្រុកថៃ
việc cao nâng sọc thay dàng chứ có ba chế ti bổng phót nâng không tôi sở vọt chật sấp hay nâng bạch sấp hay nâng bẹ cảnh đá tôi sở vọt chứ nằm cao sập lúc nè để chết thay đăng ngay bịa thà nạ lê nhé nà hay nâng phu mì ạch thịt bồn cứ chỉ bịa bi mắt để tầm nang ao mafia nâng sọc thay nhá tiếp tại nơi không chăm pi po anh đi thế đại bà tây thái long ban cầm chắc chao là phu mi ít thì phần nâng mà chuẩn luôn tại tua bay chơi giang nè cái đôi của bà tây thái long nơi chúa bà tê nâng nẹt miên ít thì phần nâng hai nẹt miên ít thì phần nâng sập ngay chia sẻ ma chức bứt sập phía chia sẻ ma chức sập phía nè bà tây thái long để có sang hay ăn miên sừng kia mà có kỳ nơi để chúa bà tê kỳ chúa bà tê ban nhà ha cầm chay mà nâng tăng phải tua sờ vót làm thì chặt sấp bắt sắp nâng đám cao sắp từ kê cầm nọt bàn. Hãy chia phí xếp phẩm phót nơi bê để thạ sân. Làng thư nà dụ rọt mần trái nâng thạ sân bàn cắt bàn thói rương nâng đòi xa thạ sân bằng cát nơi tết xa nạ sẵn cung hệ là nhập tiền thầm mây. Nhá. Đòi xa thạ sân prao prác nơi nơi dụ bài mùi hai thạ Populist Policy. Nâng thử dụ bà tết Campuchia. Chạp tăng bị xa lăng vinh nơi chân năm mà bọn phẩm bố nối cao sập bầy. Nghĩa tới kháng rê chá có khóa cả bị sao. Và tốt mà tiết xe rây phê vu mà nơi dạy căm nơi căm phụ chìa. Cả nạ bạc phụ chìa chốn chú bà tét nâng bánh nhà hà chá hơn á. Vì vô cả nạ bạc phụ chìa chốn chìa à tay tạ cả nạ bạc của mình đi phí đàm. Đối chân này rô lăng mà phí bà cực chốn thân á. Rùm tiền thân đất nôm nơi cả nạ bạc bạc chí chôn chúa bạc tết nâng cáp nhẹ bạc ẩm phí ở vây đà hai thác tùm nơi cắm nâng xe rây phía vu mà nơi dạy cầm. Bọn tốt mà tiết bạc tết cắm vô chí trời bàn tử tu ca lúc lùi đài bạc chí chôn dương nâng xa thể nạ chôn tu tiên sẽ có lúc chạp tục thác chìa ca lúc lùi với chìa miền. The intervention of the NGOs, the civil society's rare influx of financing arriving at Cambodia and creating a lot of societal association advocating issues in the society, including human rights and democracy. Toàn nâng hai, đòi xa ca chúc chôm nây sẵn cung civil, chôl mọc nông bà tê Campuchia, việc phát đo phép với chữ miên ở Khmer, ta tình tâm khi nên việc bằng cát bằng nhà ở Khmer đây. Việc bằng cát phép với chữ miên ở Khmer từ tuôn ca con bia phần này sẽ thị. Mà nụ, hai nâng từ tuôn ca con bia nâng này nôm phần này khang và chia tập tay nâng dùng cung gì vậy. À nâng việc chia chấm nốt với chữ miên. Chấm nốt ạ với chữ miên, việc bằng cát ở Khmer bùl cất đuôi rương sẽ thị mà nụ, nâng và chia tập tay. Đại phứ ai và chia bố là có khám ai mà chỉ nguồn. À lấy ta chưa giả hạ chíp, à lấy ta chưa advocacy group về rừng sạch thị giả đại phiếp. Plech năng bài bọc luôn. Hái có việc bằng cách nơi bắt tập hiếp mùi ở rịch ca chả là chôn. Mình đang cực cực giang mách nơi bếp đại rịch ca trở tốt từ vinh. Chúng phố cả nạ bạc bạc chăng đại pra ở các sức mà nụ. Nâng bà chia tập tay vay cực cả lành. Chia bị xét nóng chua giả chịp. Cái bà bọn nâng nóng bà bọn. Nâng ở dưa là chấp mà. Nhá. Báo sân là chỉ xong rèn xì quạt tờ cá nông nè chứ hay. Hôn sáng quạt tờ chỉ cả nạ bạc và chàng hay. Bà là bách xong rèn xì bà ấy. Xong rèn xì khai tờ chỉ dictator 1000%. Vì ọt khó khăn nè tê. Đáp ôi bàn. Hãy chương crew NGO Civil Society nà mà chụp nhầm. Nhầm riêng nâng tò ba cho mùi. Xong bình chạy nà. Bánh nhà ha, bà tê Campuchia cứ chìa bánh nhà ha đại dương đa lươn. Hãy, anh ta thật bà tài. Bố cứ tăng bị cãi sập bay mà dương chốn tới đó dục ở xa máy tiếp xa mùi. Đại bà chạy cả bà chìa vừa lươn cháu sọc lươn. Lươn xui mê lai lươn. À lấy khi ông này dây phía xa có. Các anh ta thơ cái đất khá nè. Khá mai thử kì bằng hiến lướt xam sắp vào mùa giang. Né. By the time that UNTAC was in Cambodia, condoms had been distributed widely and freely to Cambodian people, both sex, to enjoy sexuality and activity. Đăng ấy, thầm bà dìa cân nào ta hô châu tới free free. Sao anh em mai vô châu tới free free. Nhá.
របស់សម្រាប់យកចូលទៅហ្វ្រីហ្វ្រីមនុស្សធ្វើក្តិតគ្នាកើតកូនពូនជាចៅអញ្ញៃអញ្ញៃរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងបេសយាចាកើតពេញប្រទេសដោយសារអ្នកណាមិនកើតដោយសារគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចអន្តសម័យណាសេដ្ឋកិច្ចអន្តសម័យយើងអត់បន្ទោសទេអាហ្នឹងគឺជាឥទ្ធិពលដែលវាជះមកចាប់ដើមកសាងប្រទេសជាតិប្រទេសជាតិយើងជួបប្រទេសអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យទៅវែងឆ្ងាយ ខ្ញុំ អត់ បាន បន្ទោស អ៊ុន តាក់ ទេ តែ ខ្ញុំ ចង់ និយាយ ថា អ៊ុន តាក់ ហ្នឹង បកើត កូន មិន តិច បកើត បលូត មិន តិច បកើត អេត មិន តិច បកើត STD មិន តិច ទេ ហើយ បកើត ចលាចល ក៏ មិន តិច បកើត អំពើ ពុករលួយ ក៏ មិន តិច ដែរ យើង អត់ បាន ចោត ទេ តែ យើង ត្រូវ តែ ដឹង អញ្ចឹង ក៏ ត្រឡប់ មក វិញ ប្រទេស កម្ពុជា ពី 93 មក បោះ ពួយ លឿន ដាច់ ផ្ងា ខ្ញុំ និយាយ កប្លែង បន្តិច ប្រទេស កម្ពុជា យើង ថា ប្រទេស ហ្នឹង ទន់ ខ្សោយ យើង ថា ប្រទេស ហ្នឹង អត់ អភិវឌ្ឍ ប៉ុន្តែ តាម ការ ពិត ប្រទេស កម្ពុជា តាំង ពី 93 មក ទទួល ការ អភិវឌ្ឍ ក្នុង លបឿន ផ្ដាច់ ពលឹង បង ប្អូន យល់ លបឿន ផ្ដាច់ ពលឹង នេះ ណា ស្ទើរ គ្រប់ វិស័យ ប្រទេស កម្ពុជា ទទួល ការ អភិវឌ្ឍ តាម លបឿន ផ្ដាច់ ពលឹង អនាធិបតេយ្យ ដូច្នេះ ហើយ ណា តម្រាំ តា អ្នករេតឆ្កាតំមំតាប្រជាជនខ្មែរទាំងក្មេងចាស់ហ្នឹងណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីដើមឲ្យតែប្រាប់ថាប្រយ័ត្នកើតអេតគេថាអញអត់ខ្លាចអញខ្លាចតែអត់ដល់ធ្វើគ្នាទៅកើតអេតងាប់ពីអស់មួយសារទៅឥឡូវអេតអន់ឥឡូវហ្នឹងយើងមានបញ្ហាមួយបើកបុកគ្នាឲ្យចុះចម្រាញ់អញ្ចឹងបើកបុកគ្នាឲ្យខ្វិនបានច្រើនទៅឈប់បុកគ្នាពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងអត់មានអ្នកណាខ្លាចគ្នាទេ ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីឲ្យតែមានឱកាសបញ្ចេញអធិរិទ្ធគឺបុកគ្នាណាហើយបើមិនបានបុកគ្នាទេពេលទឹកលិចផ្លូវម៉ូតូយកទៅបើកឲ្យខូចម៉ាស៊ីនចោលនៅក្នុងទឹកពីព្រោះសក់ខ្មែរសម្បូរណាស់នៅពេលដែលប្រេងឥន្ធនៈដូចជាសាំងប្រេងកាតឬប្រេងម៉ាស៊ូតសំបីមិនតំណក់ខ្មែរមិនទាន់ចេះចម្រាញ់ខ្លួនឯងបានផងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងយកអារឿងហ្នឹងទៅបន្ទោសរាជការទាំងអស់ហ្នឹងហ៎ ភ្លឺរេះយើងធ្វើគណៈបពប្រឆាំងយើងដើរចាក់រុកបន្ទោសចឹងរហូតហើយណាអញ្ចឹងបុកគ្នានៅថ្នល់ក៏ខុសហ៊ុនសែនអាលូតកូនក៏ខុសហ៊ុនសែនសែបកាមមុនអាយុក៏ខុសហ៊ុនសែនណាលក់លោតឆាកក្រិចពេកគេអត់ទិញស៊ីក៏ខុសហ៊ុនសែនលក់នំបចុកក្រិចពេកគេអត់ស៊ីក៏ខុសហ៊ុនសែនអញ្ចឹងក្តៀនអាចក៏បន្ទោសហ៊ុនសែនទៅ នឹងតាមទ្រឹស្ដីរបស់សំរាំងស៊ីឲ្យយល់ផងអញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរណាស់តែណាគួរណាស់តែប្របួនលោកសំរាំងស៊ីនឹងហើយនឹងគណៈកម្មការដឹកនាំក្រុមគាត់នឹងឲ្យធ្វើនិខេបបទមួយមើលតើដោះស្រាយបញ្ហាកសិកម្មនៅកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាសិប្បកម្មនោះយ៉ាងម៉េច ដោះស្រាយចរាចរណ៍ដឹកទំនិញនិងដោះដូរទំនិញនោះយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍អនាធិបតេយ្យនោះយ៉ាងម៉េចណាដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាននោះយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាកម្ចីម៉ៃក្រូនោះយ៉ាងម៉េចកម្ចីធនាគារនោះយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនោះយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាព្រៃឈើនោះយ៉ាងម៉េច ដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនកំណើននោះយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាលូបង្ហូរទឹកនោះយ៉ាងម៉េចប្រព័ន្ធចម្រោះនោះយ៉ាងម៉េចកែប្រែទម្រង់មន្ត្រីរាជការនោះយ៉ាងម៉េចប្រាក់ខែនោះយ៉ាងម៉េចវិធីរកចំណូលសម្រាប់កញ្ចប់ថវិការនោះយ៉ាងម៉េចការដោះស្រាយកម្ចីបរទេសនោះយ៉ាងម៉េចរាំងស៊ីអត់និយាយទេរាំងស៊ីចោទប្រកាន់ថា
ប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់ត្រូវអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកក្រុមដែលគាត់ហៅថាតកូលហ៊ុននិងបនពុកអលួយនិងអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យ7វិលឲ្យប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអានឹងគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់ពួកក្រហមនៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ30 40 50 60 70 80ដែលគេឃោសនាថាកាលណាគេវាយបានអំណាចបដិវត្តន៍ហើយ គេនឹងបំផ្លាញនៅនីតុនកំប្រដឺណានីតុនអនុធុនពួកបញ្ញវន្តសពសារពើណាខ្សែថៃក្ដំពីវាយយកដីយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ចែកប្រជាជនវិញនេះគឺជាបដិវត្តដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1976នៅប្រទេសចិនហើយ1977នៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកើតក្រោយមកទៅជាសហភាពសូវៀតជាដើមឡើងណា ហើយរឿងដែលកើតឡើងនៅដល់7មេសាឆ្នាំ1976នៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវរាំងស៊ីយករឿងនោះមកប្រើឃោសនាដោយគាត់មានជំនឿជឿថាធ្វើឲ្យប្រជាជនភ្លុកទឹកភ្លុកដីមកសែងគាត់ចូលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជ័យជំនះទៅហោងនេះគឺជាសម្ដីកុម្មុយនីសុទ្ធសាធណាដែលគ្មានអាណាគេជឿទៀតទេលើកលែងតែមនុស្សហ្នឹងណា ស៊ីបាយនឹងតឡោកណាផឹកទឹកនឹងដោកឬក៏តានអាចជើងគោក្របីអានឹងបានគេជឿកើតណាគាត់សន្យាថាឲ្យតែគាត់ឈ្នះគាត់ទៅយកលុយពីពួកសេដ្ឋីក្ដំពីអស់ហ្នឹងគ្នាអស់ហ្នឹងពូចបោប៉ពួកតកូលហ៊ុនអស់ហ្នឹងយកមកឲ្យចែកឲ្យប្រជាជនរបស់ហ្នឹងមួយទៀតគឺជាសម្ដីដែលគាត់បំផ្លាញខ្លួនឯងចោលគាត់ថាគាត់នឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងចេញលិខិត ตัดจาวกําใจได้គាត់ហៅថាឆាចោលកំចៃខ្ញុំប្រាប់ទៅមុខលោកសំរាំងស៊ីនេះជៀនពងមន់អត់ឆ្អិនផងពីព្រោះគាត់បានបង្ហាញក្នុងរូបភាពថាសំបីតាគោះពងមន់នឹងប្រឡាក់ច្រមុះដូច្នេះហើយមុខលោកសំរាំងស៊ីនេះសំបីតាជៀនពងមន់មួយអត់ឆ្អិនផងគំថាចេះឆាដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ប្រកាសអនុយោបាយឆាកំចៃអាបំណុលទាំងអស់ក៏ប្រាប់ថាឲ្យតា រដ្ឋាភិបាលគាត់ឡើងទៅកាន់អំណាចគឺស្អីដែលហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនខ្ចីទាំងអស់ក៏លុបចោលទាំងអស់ទាត់ចោលទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដូចលោកសំរងសែននិយាយនឹងឡើងកាន់អំណាចមែនតែ៣នាទីទេហាណូយលើកតបពីខ្សែអ្នកវាយខ្ទេចក្រុងភ្នំពេញអូខេ សម្ដីនេះគេហៅសម្ដីអត់ដងសម្ដីចោលមួយសៀតសម្ដីនិយាយដោយសារយូរយូរទៅមើលងាយខ្មែរខ្លាំងណាស់មើលងាយតែខ្មែរនោះភ្លឺចំរៃភ្លឺគាត់និយាយប៉ុណ្្នឹងទៅខ្មែរងើបអាណិតទៅអាណិតទៅប្រអងហើយខ្មែរឡើងជ្រិញណាខ្មែរណាដែលនឹកឃើញថាសំរាំងស៊ីនឹងទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិយកមកចែកឲ្យបាន ខ្មែរណាយកចិត្តទុកដាក់នឹងកម្ចីប្រទេសនោះណាបន្ទាប់មកទៀតគាត់ឃោសនាគាត់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងគឺប្រជាជនមានការងារធ្វើយករោងឈុនទៅជួយបង្កើតការងារហ៎ណាយករោងឈុនទៅបង្កើតការងារហ៎មឺសៗតក់តក់អញ្ចឹងហ៎ណា រោងឈុននោះក៏ចេះភូតល្អទៀតមកដល់ប្រាប់លោកប្រធាន 80,000នាក់ជាងចាំតែលោកប្រធានទៅទេនឹងទទួលលោកប្រធានហើយ 80,000នាក់ 80,000នាក់ខ្ញុំជឿ 80,000នាក់អត់ជឿទេ កុហករោងឈុននឹងអត់មានចោះជាប់ជាមួយកម្មករទេ មនុស្សខ្ជិលមើកមើកតក់តក់ តាហាមាត់និយាយនឹងមិនទៀងផង ណា ដូច្នេះអត់មានរោងឈុនណាទៅប្រមូលបាន 800,000នាក់ទេ បើ 80,000នាក់អានឹងខ្ញុំជឿ អានឹងមួយ ណា ខ្ញុំក៏មិនយល់ពីរឿងលោករោងឈុនដែរ តើលោករោងឈុននឹងគាត់នឹកឃើញថាគាត់ដើរតាមប្របាទធម្មឹកប្រពឹកភ្នែកឯសំរាំងស៊ីនឹងបានប្រយោជន៍ស្អីក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរ ណា បន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលរោងឈុនបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក គឺជានិមិត្តរូបបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអត់បានគៀបសង្កត់ លើសិទ្ធិសេរីភាព
របស់មនុស្សទូទៅទេបើរាជការហ៊ុនសែនពិតជាបានគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សទូទៅមិនក៏គេឲ្យរងឈុនវិចខ្ចប់អូវាលីចូលពលានយន្តហោះក្រុងភ្នំពេញជីកប៉ោះងើយមកដល់សំរេចមិនចឹងបងប្អូនស្មានតារាជការហ៊ុនសែននឹងអត់ដឹងសកម្មភាពប្រឆាំងរាជការរបស់លោករងឈុនទេ អញ្ចឹងការដែលលោករងឈុនធ្វើដំណើរយ៉ាងងាយពីប្រទេសកម្ពុជាមកកាន់អាមេរិកនេះគឺជាសក្តិភាពមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានណាជិះជាន់ទេមានការរំលោភជិះជាន់ដោយមន្ត្រីពុកអលួយអានឹងគេជឿតែជាខ្លឹមសារនយោបាយរួមរាជការហ៊ុនសែនអត់មានហាមឃាត់អ្នកប្រឆាំងណា มันเอาធ្វើដំណើរចាក់ចែងពីប្រទេសទេប៉ិតឬមិនប៉ិតដូច្នេះអ្វីដែលតែចាក់រុកឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបយល់ឃើញថាអីណាត្រូវស្ដារប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអីអានឹងគឺជាការឃោសនាដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាទេ การลูกใส่มูสกหัวจะเจงปีปฏิเสธก็อดเนียนเกดเดงจับนะเนี่ยนโยบายสอบสารเปิดจะเจงปีปฏิเสธเมียนาจับมันถึงแต่ปั้นนั่งเงี้ยในขนมจมน้ำเนี่ยนโยบายตั้งมาร้อยดับปมไปเนี่ยได้ตัวลากากับปูหามควัดก็เกี่ยวเอาตั้งสกไม่เป็นตีหัวเจ็ดสไลน์ลูกลำกึมยาเจนโจสกไม่มาดองปีดองไงนะ ให้สอบไงเนี่ยโดยตัวโลกมันเนี่ยตะโกนอู้นึงก้อนเต็มใจปีสอบทำไมมาแข่งเด็กพอตาเจ้าแสดงมันนึกโดยรองชนนึกใจตาตามจัดเมียนเรียกชาฮุนไซเนี่ยนะแต่จานประพับจับประพิงโดยเช่นเกี่ยอัดบ้านเก็บสังกัดเต้เนี่ยก้มในยีธาสิทธิมนุษย์ในประเทศกัมพูชาดักยอลเลยเนาะ ให้กรมในยีธาประเทศตะวันตกในกัมพูชาเวียดนามโดยเฉพาะในยีไฮประเทศตะวันตกในกัมพูชาอัดตอนเกิดพองเอาเวียดนามอเมริกนะเอาเวียดนามอเมริกมาช่วยแผ่พองแบบยื่นกระโปรงก่อสร้างแต่ไม่เหมือนตอนเฮาไอเสียพองนะอันนั้นง่ายคือเจี๊ยบหน่อยจังเงี้ยแต่เตี้ยฮุนไซน์ถือไอ้ขมายกรอถือไอ้กะสิกรอเขียมเลียดแต่ด่างให้ วิเคราะห์ยังไม่นะประตูมาตีดเรื่องฮุนเซนถือไอ้ขมายกรอตามระยะจมเปียบบ่มนอลอะไรเขียมสมสู่บองปองเด็กชาวช่วยชาวไอ้เขียมผมไปลอยหกสัปเนะนะในขนมนั่งเมียนต่างตำนาง NGO ช่วยสลับพองไอ้อ๋อโลกบองบองอ๋อนั่งก็เรียนโซเชียลดังจริงเขียมช่างไงนะไอ้เขียมนี่ในยี่หัวเมินกับโลปีประเทศกัมพูชา อะไรเขียมสูดเด็กชาวตายประเทศกัมพูชากู้ลุกชาวกรมหุ่นไมโครกําใจต่างอ่อหรือเตะเขียมชลายมุนเกถ้าอดลุกชาวเตะไปโผล่เจี๊ยอกะระบบประชาชนได้เมียนไมโครกําใจตายเรียกการเตรียมบัดชาวในกําใจงงเง็ด อนาคตโกนขมายแต่มันสนับตาโกนไอ้แหละในรั้วนะอัดบานเมียนอนาคตไอ้เต้พวกคนไอ้อัดยลปีสังคมคอมสนับโกนนะตาลูกเนี่ยยลเคยทำไมโครเครดิตเอเจนซี่ต่างอ้อนั่งถือบัตรหรือก็รัฐาภิบาลถือโยชิตตกดะเลิมมาฟิอาโลนขย่มชลายมนเกถัดบังการอ้อยเมียนไมโครกับใจ ใต้ผมบัตรกาจองกาประคอฉบับไปปลุกจองกาประคอฉบับวิอัพกรุบและคันระบบเรียกช้าขนองเรื่องจองกาเต้ The interest rate is not monitored and administered by the Central Bank of Cambodia and the Department of Finance. Therefore, any illegal loans will cause suffering to the Cambodian people. But the microcredit is good. บองปะโอนดาวจมวิ่งประเทศกัมพูชาดาวกรุ๊ปที่กับหลายเคยเด้ประเทศละเวงแต่เมียนเกนเอานั่งมันเมียนบ้านมาโดยสามเมียนลอยติงต่างออกเตะโมดอะไรนี่ยังแผลแต่เนี่ย
Nhóm chúng tôi hướng mũi đôi cho tiêu hoa thật với cam vị thi cũng cháy ca, riệp ca. Anh rệt ca của nó ham mình ai micro credit agency nâng thương chẳng tê. Sẽ nâng pro chẳng đầy thơ khá Mình cua nà, tật cháy lôi kê, mò ca luôn ai nhé cua nà không bằng phải hiển luôn sân tư. Đôi chân hai ca ai bỏ rõ nâng sạch trái khmer hiệp cá ọt miên lôi cá tự chạy dọc micro credit mà cá đọc bay bán sạch cam cho mùi khá nông lẹ khả nạ chếp ở đây bộ phốn về lươn bê chẳng rịch cá cua ná hám mình áo à xa chi bà cam credit nâng à micro cầm chạy nâng về bà cá à cầm chạy tới hiệp cá nâng tê về khlang bê độ anh nâng hai để thua à mệt căng đua rồi lông cho nam phí phôn phẩm bấy bóng phôn tăng ấy Chúng ta không phải bấy á Mà rất căng về miền lôi, về xoay lôi chán bếc, lôi lùm hồ chô, xa rộn về chán bếc, có việc thứ micro credit Cái hai ta short term credit Rứt có cái hai ta short term revolving credit Nếu bây giờ nâng á, bộ nè riêng nơi xa lá chạp tăng vì high school, ai apply your credit card bàn Nó, đối chứ này hai á Youth without income credit nâng vì exploded to the point Đại con sẽ hiện ở toàn chấp Khai tới chiếc bad credit Anh ấn có chia chùm này mũi đại tu Bạn nhà hai hệ răng và thốt nơi bật tế Àm rích năm phí phòn phẩm bầy Mũi tiết Đại chia chùm ngữ thông trên cái phẩm phát Cứ rịch rốt tất cả Àm rích căng Cúp bạc À sao thế nó rốt cái đó À bà chia thơ bà tay cái đó Ai ta lãng thơ bà thiên thơ bà đây Việc bà tí sẽ đầy cá rốt một trái mũi kẻ hai hạt HUD Housing and Urban Development Department Anh nó cứ chưa cả xuống môi Hay à cả xuống nâng Và thế nên đây hạ rõ làm rách Prá cả xuống nâng Đàm bây khô sna này vô bái phía xâm bài môi Đấy là cả nạp bạc và chưa thật tay Hay nên cả nạp bạc Sa thầy rõ nâng kì khô sna Ông bí này vô bái Đấy là phía sau ông lê Hay thay Affordable Housing Policy Chuyên chiếc bài khám ai nâng chuyên chiếc phía tích mà chẳng nguồn để ọt miên prạ chùm nôl cực cron Thở nê kia mình áo cháy tinh phía xâm bài hình tê Văn tái à tí xa đây ca rốt mình trái Housing and Urban Development nâng Việc bán bạc cát cồng hôn pi thùm thùm Kể hai ta cồng hôn dẹp này Phải hề răng và thọ Ná Đấy kể hai ta Freddie Mac and Fannie Mae À Fannie Mae hay nâng Freddie Mac nâng khai tới chia sạch thạm bán mùi thùm Đại bộ mô lôi hộp, ôi liên đồ lá Bằng cá tới chưa cần chọc Thật vì cá muối hay cực vén Đại ôi thần nế kia Lụa chưa cầm cháy tội Nơi biết đại thần nế kia Lụa cầm cháy ban lươn Ná À cồng hôn hào sinh nữa ná Dùm anh thả À hạt nữa ná À hào sinh and urban development nữa. Ban chùm rứng Ôi à cồng hôn Freddie Mae À Freddie Mae hay nâng Fannie Mae nữa Cũng rít nơi vị này này các bài bọt cầm cháy Đại thần này kia dô khơi thay chịu các này cà rô xí Có dốt cầm chóp cầm cháy nâng Từ phần bái tới chìa con cầm cháy Hãy bọt cầm cháy nâng từ micro Cầm cháy mà chừng luôn bàn khai tới chìa cầm cháy Xem rạp tình thế Bàn chìa việc à liây nâng Ná Phía thật hàng Both party involved with this affordable housing policy Bạn chỉ chẳng nằm bí bọn bầm bây nâng à liêng sọc ẩm rích đòi xa ấy, đòi xa ai mà nụ để ọt miên prạ chùm nôl cực cực cháy lôi tràn bệ. Đòi mà nụ ọt miên prạ băng, mà nụ bật tố rạ tha phị bá đào cháu cầm cháy bọc luôn à lùm ô xa cam tẹt xâm bay nâng nông bật tế ẩm rích căng khát ọ rò bọn liên à liêng tên khnhóm tiệt. Khluôn ái anh kháng khnhóm nâng phí nạp đầy bọn ọt chết cả lạc liền. Đã bây giờ mà túc một rồi bỏ rô xí, không ai biết đùa. Dốc tăng bị prạch cho nô phân xanh ấy, bòn ấy ấy, khúc, đừng ớt lụa cháu, đừng ớt, đã bây giờ mà túc cả rô xí. Đói xa tay hệ ra như thốt nơi bà tế ẩm rích, đùa là lúng cho năm phí phòn phẩm bầy. Né, hai à rương đùa là lúng nâng ẩm rích căng đăng chấp bạc chiêng thang ngay tiệt. Vì bố việc bán đùa là lúng nơi bà tế ả dí cho năm cao sập phẩm mùi. Ủa tiêu hoa chạy sát anh cứ cá đua là lúng bị cá bay bà bút này ạ cho là nạ trọt nơi bà tế Thái Lan. The housing boom and bust in Thailand 1994, 95, 96
ban chia bát tây xiêm nâng à lây rúp nơi chăn mà bón bấm bùn nồi cao sấp bấm muối nơi pel đại thành nghĩa kia cần đang lên bát tây thái long mình ăn chong credit xem hấp lc đập tầm nén chồi bát tây ban nơi pel nâng joy soro ban thơ packer vay rum lum sát hạ ban hệ răng và thọ cứ thành nghĩa kia cần đang lên bát tây thái long hai sang cái phố ban bạch chun prạ mà bón liên pleem từ chui thành nghĩa kia cần đang bát tây thái long mà bón liên là đã tới lây sấp joy soro prạ thế này kia cần đào sang cái pô thay cùng lúc đáy và anh lúc đáy anh vay sang cái pô được luôn sang cái pô đọt đáy thay lóng cầm chai và lịch dùng chai dốt alum plain Malaysia alum plain Korea người ta bốn alum plain Japan trong bắc cực rồi bọn ấy đăng thằng chẳng à riêng nó sao không may rèn xi mình cua na đa chào kê đi cua na ta áo dụ bon lọ lọ sát tháp na tham ai đâm bay ở kì tròn chăn thắng ai đâm xong rèn xi lục xong rèn xi cứ chuyện mà nuôi miên sọp hẹ bên để chay nên sọp chăn tẹt nhiều phục mẹ đã hà một láng đa chào kê chăng à chào hồn sáng đã có bọt chìt chào hồn sáng đã giòn giòn chào à lấy chào hồn sáng tha hồn sáng nữa hồn sáng kia ta co phòng chào hồn sáng tha chia nẹm lục chi tròn phòng chào hồn sáng tha chia nẹt vừa ở tham ai cò phòng à lấy bong phaôn để nơi kẻ sọc chơi tay sọc mày khinh play thế nhóm mình đang chơi tay phong mà tô nhóm mình đang tay phong nhóm xua bong phaôn để tay sọc mày khinh play thế hả anh không khmai lẹ luôn rồi khmai chẳng mấy mơ chui phép nhóm tinh mơ chui phép trên sọc tinh mơ chui phép trên sọc tinh mơ anh không khmai cro chiên môn này chẳng mấy bà cro chiên môn mấy cục tiền miền mà nương nơi nè chấm này chấm nọc tan thân nó miền cái xi lăng bênh bênh bê bon bê tiên nó mục vang à cả lanh cái đã tốp cha mà hôp ấy luộc luộc cha luộc cây tiêu luộc pi stắc luộc sạch cơ cho nuôi tất bà học làm bò cát ấy có miền mà nữ xi đây xi chơi tầm rai xi xi cục kia hay mà nữ cro giang mấy à về miền cro men nè sổ ẩm rây cơ về miền mà nữ cro đây con tay chùm nuôn mà hộp à ha sát chém nó về miên tràn sẽ mẹp nhắn sẽ mẹp hộp sẽ mẹp bị xa nè nè con đó đa ấy con đó đấy con đó chưa ri ra mấy chứ câu này hãy cho bao ta tập bê nhé câu này là thơm mấy á bà nhọn miên lôi đâm sọ à nào mà anh chăng đâm vắng lại hồng sổi vầm đà anh chăng hả anh chăng dừng mơ tè xong bay xong thơm mấy mà nữ nữ anh ăn việc cơ ấy nè, và tôi mà tiết tam pleasure sọc ngay nè, pleasure chiết lên mũi, pleasure chiết lên pì, pleasure chiết lên bảy, pleasure chiết lên bốn, pleasure chiết lên pram, pleasure chiết lên bốn mũi, pleasure chiết lên bốn pel, pleasure đập, pleasure hà, pleasure sam, pleasure chặt, pleasure học, pleasure cả vặt, mà nư lăng nén, cả phong sao mà bọc nia ngọt đời sao ấy, đời sao âm miên mà nư ba cái ấy, nè, sông bay tà sai tà cách, lục dây mau nè nơi chấm nào phnom penh nil có lục nhây mai quạt tu rồi sao mà phép nhưng quạt tha sọt ngày này anh xin mình ở thế à sa con ơi nè con ta nẹ tầm na nè đã chấm nay chấm nóc ca ấy tầm vai sao cũng xin mình ở thế sọt ngày nè nhây mai quạt phép thì quạt tha bà sân na chỉ chào ơi chào sọt sa con bà sân na chỉ gì ấy ai vị đa miền ru miền cái hai thằng nơi khmer của lục nhây lấy lục cha hai chẳng lúc gì máy phép khi ông thằng bà sân chỉ nơi khmer với nhá vô phát đây mà liền lúc gì máy ước lúc thử vô ta nữa ban mà liền chạp phía dụ buồn đọc xin là ta vô à thằng ơ nè vì phố ấy vì phố chấm nay chấm nóc với xâm ba hôm nà chấm nay chấm nóc xâm ba hôm nà lúc ơi xa anh tích có tới chụp đám bay nâng xa anh lúc gì ấy đà lúc gì phép tha ăn lâu ní ớt đi tăng phi cái sập bay mau lục dây cạ cọp sầm bầm nè nè bà mình chưa tiếp telephone được số lục dây đó xong rèn xi ắt đai york à sợ tệ tệ rồi bỏ lục dây mau nên vô mòn dây sao anh chậm bắt tôi mà tiếc mấy bàn chụp tè nưng cứ sang cho một lời sao lẽ miền tè khá nó xong bây tại đây hơi rồi sập chết sang cho một lời đấy nhé hai cho hai đôi mà đách bàn chỉ tì krong phnom penh lù stè vì chỉ ca bất hai ca prao bà bôn chùm rõ rì chỉ ca riêng cho một tuần trời
ជាការពិតហើយណាស៊ូវ៉េសិស្តមានបញ្ហាជាការពិតហើយមានការលុបបង្ក់បួរដែលជា ແລະខ្ញុំនិយាយហ្នឹងជាអេកូណូមិកអ៊ីស្យូសដែលត្រូវយល់បើក្រុមភ្នំពេញហ្នឹងមនុស្សលហាមអាថងផ្លាស្ទិកអាហ្វូមបុកអាសម្មាមហ្នឹងវាអត់ច្រើនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេមកពីមនុស្សមានរបស់ប្រើរបស់ស៊ីរបស់ចុកចោលទៅពីទៅទៅបានវាសម្មាមដល់សម្មាមទៅវាជាចំណែកមួយនៃការធ្វើឲ្យលូស្ទះដែរពិតឬមិនពិតហើយអាខ្លិននៅតាមផ្លូវស្អុយហ្នឹងមកពីអីមកពីមនុស្សវាមានស៊ីច្រើន ជាងមុនសម័យប៉ុលពតមានស្អុយសម័យប៉ុលពតណាខ្ញុំដើរទៅជួអាចណាព្រិតព្រិតដល់ដើរវិញធំខ្លួនឆ្អាបឆ្អាបពួកខ្ញុំស៊ីកតក់ណាបងប្អូនហើយនៅប្រគុនអាចអាចសើស្អុយទេសូមបីតែដង្កូវនៅក្នុងប្រគុនអាចសម័យប៉ុលពតក៏វាបានស្រន់ទេវតាដែរពីព្រោះវាអត់ដែរបានអាចល្អស៊ីឲ្យយល់ផង Socio-economic situation in Cambodia, you cannot blame a person for all the shortcoming and suffering of the people. You tới Sam Rainsy ni dây khô sna, khlang chieng komani samai bopakal tiet. A komani samai bopakal vi khô sna, ta chang sai thay ka dom pi ni ton sakre phum kom pra dei. Hey, Sam Rainsy ni ko kaat sai kot ban chie kaat a chingu ko hom nung mau. อยู่ๆទៅខ្មែរក្រអាឡូវសួរអាយដំសំរងស៊ីតិចសុំសួរស្ងាត់ស្ងាត់អាយដំសំរងស៊ីមានកាពីផ្ទះដែលឡាការរឹបអូសយកដែលជាទីណាកាបោះណាបាក់សំរងស៊ីតសុំសួរថាកាពីនឹងអាយដំសំរងស៊ីជាមួយលោកស្រីជំទាវនឹងមានដីលីអីនៅទៅណាទៅណាទេហើយមកគិតទៅអាចរាប់ថាលៀនបានណាសួរបន្តិចណាអាយដំសំរងស៊ីដែល 600 ទៅ 1,000 លុយពីរ៉ាន់ហ្វុនកនត្រូលហ្នឹងឯដំសំរងស៊ីទៅមានទិញអីអចលនៈទ្រព្យអីដែរសួរចេះសួរទៅហេអាយដំយឹមសំបានអីហ្នឹងមិនដឹងចេះសួរទៀតសួរទៅសួរយូរៗទៅបាត់ដឹងបើសិនណាជាហ៊ុនសែនគឺជាបបប្រហេតនៃខ្មែរក្រ សំរងស៊ីមិនក៏មានអាចចោលអ្នកទ្របនៅប្រទេសកម្ពុជាយកទៅឈ្នួលទៀតអាណាដែលមានខ្លួនប្រធានបកណាមានផ្ទះជួលឲ្យបកដាក់ធ្វើទីស្នាក់ការយកឈ្នួលទៀតយេឡូយ៉ាងណាអានឹងជាវិនិយោគហ្នឹងកុំច្រឡំណាណាអញ្ចឹងយល់ផងណាមានរឿងច្រើនទៀតប៉ុន្តែ ខ្ញុំមិននិយាយពីព្រោះខ្ញុំកាន់តែចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់ថាបើប្រទេសកម្ពុជាសប្ងៃវាក្រដោយសារហ៊ុនសែនហ្នឹងវាមិនខ្ចប់ផ្ទះមានច្រើនដីហាងលក់ម្ហូបមានច្រើនចរាចរណ៍មានច្រើនយានយន្តមានច្រើនវាមិនខ្ចប់វាល្មិចបានចេះច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាងទឹកជាងដីហ្នឹងមកពីវាក្រយ៉ាងម៉េចណាហើយបន្ទាប់មកទៀត បបងប្អូនណាមានឱកាសអញ្ជើញទៅលេងស្រុកឥណ្ឌាឥណ្ឌាអត់មានសង្គ្រាមទេណាហើយកុំនៅតែក្រុងនូដេលីដើរទៅតាមជនបទឥណ្ឌាទៅមើលគេមើលហើយមើលជនបទខ្មែរមើលអានឹងដឹងថាស្រុកនោះវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនមែននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រទេសឋានសួគ៌ទេ តែការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺវាហួសហេតុពេកដែលខ្មែរធ្លាក់ខ្លួនក្រពោះហ៊ុនសែននិយាយមុខសារហួសហេតុពេកហើយបើមុខសារប៉ុណ្ណឹងមិនក៏សុំទោសហ៊ុនសែនចូលទៅវិញណាឥឡូវហ្នឹងថាបំផុសចលនាដើម្បីផ្ដួលហ៊ុនសែនហើយប្រាប់ទៀតថាទៅវិញនឹងគឺតែចាប់ហ៊ុនសែនណា
Look, Sam Rainsy còn dây cả thằng quạt tay với những quạt mình men tự ao hôn sang chạp tí quạt tự chạp hôn sang chạm nhom chụp miệt à rương rệt ca hôn sang ấy trên bậc ca hay à nó rương rệt ca tạm ông có phép mùi mùi bàn tay hôn sang quạt prap thằng bà Sam Rainsy tự vinh tự khnó quạt này dây bà rương khnó nâng vô rương xào cọng là ca ấy tế ắt tẹt tung rừng này vô bay tê, nè, à, bắt tọt mà tiết, ta ắt ngay phnol hai, cái ca đôi chỉ tẹt tung rừng cầm dục hai, anh đang cọt dựng nâng đăng lạt tập hòn, nè, hai đôi mà đắt ban chỉ xong vàng xi che tập bạc cô bạc ca, đắt ca tươi tập đo lên cầm dục ha, vì phố trăng chen phnol, Lúc xong rằng xí ọt khó vô thả cầm dự khá nó bạc cạch tay nà tê. Vì bố rô bêl áo tài cả rần này cầm dự khá chạp ràm thu ở lông xong rồi thì nhọt phạt. Chẳng xong rồi xí ọt khó vô lưỡng cầm dự khá xong sọc tê. Đấy nị dây tha cầm dự khá cho môi xong rằng xí ấy mà nước tẩm môi ấy thử đó lên cầm dự khá ấy nó cứ đạm bấy kích ruột bì cá chanh phá nô. Anh đang chăng tê bọn phụ ổn, trời dôl chùm nọt nâng, trời dôl chùm nọt nâng. Chăng á, à lời nê, riêng khám ngay chùm bẹ kê vòn cò. À lời khám xua đời cháu, bê lô hôn sáng gọt chanh tê chuốc, căm có căm ca ní rưu có gọt tê sụp phốt ca tha nê nê rưu có gọt vư sự đây thang ca ấy. Đại gọt thang ca tha, bọn phụ ổn chôn rung chết ơi, sao mẹ ta cháy, ba mình cháy tê nhóm, mình châu chặt tê ấy. Quát đai như vậy chẳng đấy. Quát miền hôn san miền đây bổ lời khăm ai chay vậy đó. Hướng quát từ chay kế à, nên quát chưa tầm nang ra thay bát quát từ chay cái vô mà group thay bị cá bọc quát rồi mà co sang là vậy được quát co sang. À nên quát từ tôi khỏi tới. Tại quát ở đài ban ông pia về ní ở khăm ai từ chay kế tệ. Hay về mắt ban chưa bẩm nô được bắc mai mà nè ai cái chỗ nó tới chưa cầm hoa của hôn san. Nè. Ốc bà má thà xong ràng xí chiên này dụ rộn trầy. Xua thà khám ai chụp cháy ấy. À tệp. Khám ai khá lên bia cả hôm cả thở cháy. Khám ai khá phát tất nào chú cả thở cháy. Khám ai khá phát bà dê cả thở cháy. Khám ai khá chôn môn cả thở cháy. Khám ai khá lên bia cả thở cháy. Lên cả bông cả thở cháy. Khám ai khá tiết cháy. Đam bay dụt từ lên cháy của mình. Ta khám ai chụp cháy rưu giang na. Nơi phê đáy ai đông xong ràng xí lăng thư phụ mục rê đọt thật bà. Vì ọt tê. Đối chứ này vì mân bà cắt này dùm tê. Vì mân bà cắt này dùm tê. Né. Đối chứ này à bịa thạc. Khám ai cổ bà hôn sáng á. À lấy chỗ đó lưỡng mũi tiết. Quát tha mau bì cặp bấy chơ á. Bạn chỉ khám ai cổ. Né. Lúc này chưa đây. Không ai cổ vô cặp phải chữa. Nó mùi. Mùi tiết. Rập chôn đầy thli bàn khám ai cổ. Thứ sẽ thẻ thẻ tử. Né. Dương bộ bùa lại đông xong ràng xì. Lúc xong ràng xì thứ sẽ thẻ thẻ tử. Ôi quát chanh nhị khai bộ bọt sắc xa mà. Né. Ngay môn lô hôn sáng cả tháng. Chẳng còn dễ đứa cả tháng. Chẳng là ta rút tẹp vô đã bạp sáng. Vô vô sắc ta thơ chơi lò lò. Nè. Sầm mây Global Witness chanh sẽ đầy rê ca. Xong là xin đã dột chị sạp dột phần mơ lên. Đây là lâu nâng. Xây xây bàn mà lưu mọt xong là xin bà tô hôn dài nữa. Xua con mơ ta nị khai bập mọt. Đảm bệnh đọc sài bà nhà ha. Bắt bóng prê chơ nơi bà tê Campuchia. Thơ giảng bệnh. Xua con mơ nị khai bập mọt. Tệ tôn ẩm bí bà nhà ha đầy thli. Kết cu giảng bệnh. Khi ông xong chỉ miếng bóng phá ổn ở chụp bản á. Mai khi ông gặp phép. Cả nước nhóm nơi. Nhóm tranh vì lực đầy nhai. Mai khi ông gặp phép và thắng. Đầy. Đầy dưỡng con ơi. Đầy dưỡng nơi lực đầy anh chẳng á. Đầy dưỡng. Lực đầy anh chẳng á. Khi ông cờ xua mai khi ông. Nhưng tham mai đầy dưỡng á. Đầy dùm ca dưỡng. Thưa là ngô. Thưa phô. Thưa ấy. Thưa dùm đầy chạy nữa. Mình phá lắng đây. Mày khi em gặp phải em, cậu thật ấp lăng thế cậu.
Sọc dưỡng khi mẹ nam mình phóng này con ơi. Ất mẹ nam mà vô đây dưỡng thế. Nhưng xua mày nhầm thầm mất bán chìa ta dưới còn Ất mẹ phóng. Mày nhầm cậu phép thầm. Ta dưới còn Ất mẹ phóng phố phí đán xa mày bà ráng gà nà dưỡng thư phóng thử bóng bồn đây. Né. Tụi bay mà riêng rư có. Mà riêng cách. Hà sập xên có. Dưỡng rô lôi mà bán nè con. Chẳng dưỡng Ất mẹ phóng thế. Khi em tham bảo ọt miên phóng, ta dương đăng thạc đầy dương nơi trầm na, có tham miên bà bà ấy. Dương cao hát mau dương trở nắm, bụng đầy dương ọt miên nam mau lộp chi chôn dương tê, ọt miên nam mau vô đầy dương tê. Bạch thư là bong, bạch thư ấy tê. Vì phố đầy dương về kì ọt cho phóng đi. Cái đôi mau tự khi em dồn. Mách bàn chết đầy nơi khăn ông bà tế Campuchia dương xa máy mai khi ông nơi khám ấy ọt miên thư phá lọng đầy. Vì phố hàng chênh đầy với ọt miên. À tùm lấy tiếp xa, à cho nạ trọp với ọt miên. Màu bì. Vì ọt miên hàng chênh đầy ọt miên ca rập chôn vô đầy thli bất bỏng phổn. À chùm ngứ bá nhà ha rập chôn vô đầy thli nè. À chùm ngứ tình đám đầy thli, vô đầy thli nè. Bà ca bá nhà ha đầy thli. Việc cao đổi xa hàng chên đầy thli. Cao na tiếp xa đầy về lại thay mà nữ. Trời ca chập đầy đầm bây dục trọc. Bán việc cao ở chừng ngư nâng. Nha. Bà tế Campuchia. Cao bánh nhà ha rập chôn đầy thli. Rùm lúc chi chôn khía. Phlong tốt, phlong rừng, phlong bà bò riêng, bà bò xam chốc. Phlong bánh chai, phlong lông bà chốc. Đổi xa hàng chên đầy về lại. Nha. Hay hàng chên đầy về lại mình men đời xa mà nữ cro đi. Mà nụ ọt cổ tế nơi bế đầy làng thay. Chi vật hiếp lùm bác. Bọn tay mà nụ mình cổ tế nơi bế đầy làng thay. Bất rồi mình bất. Đấy ta làng thay mà nụ ọt cổ tế. Chỉ nôn mai khi nhóm nè. Cá nè. Đàm bày riêp cá. Ồ ta mà riêng mình dự hiêng đi. Bất rồi lôi à mà riêng mình dự hiêng nó xì spốc mặt bán. Nè. Lụa côm chơi ồ mà chìm cá. Dọc lươi ai con bua. Bạn cựp á. Nơi khăn ông sẽ mai mai khi nhóm. Con riêng chóp. Châu thơ mồn trái. Châu thơ xe miên châu mồn trái. Trời ca tinh à ai có trông. Hay nàng sạc đạp nơi xả la ra chân án á. Mai lụa xa rai ọc bì bay cả lai nha. Bạn lươi mà tinh à sạc đạp nàng. Đại sao ấy đại sao Srok ọt miên hàng chênh. Chia ca bất bà tê Campuchia ruông nơi khăn ông sẽ mai bay bọc bà ca là. Bây lắc cho phụ lắc bác ấy chân ta, lắc là nghiêng ấy chân ta, phụ lưng kẹp ấy chân ta. Nó cả sao ấy chân ta, thức trùi ràng chân si chân. Nó, miền trầy bên ấy chân, bánh mạch nam si sạch chụp mà đoàn. Mạch nam bán si sạch cô mà đoàn. Ấy chân, hay phần ai miền thấm nôm mà cao, nôm chạy đạ chan, nôm chạy cả chan, nôm triếp, nôm câu anh tình tôi. Chúng ta tới có bán nôm, phải ai ấy chân ta. Cầm rò cơ rò cơ rây nơ, Srok nhóm si ta nôm chơi lên, gà nhóm nơ riêng. Nhóm pra bài si nôm chơi lên cứ nôm mà sạc xài lùn bằng chơi ca bằng khăn trầy. Xong bây giờ khăn chú gọi sơ miền phòng. Bằng việc ngang việc xem sáng vì phố sọc dưỡng ọt miền competition. Hay đó là sao ta bỏ tìm mà phải muối. Đấy vì rớp chôn đời xa tay mình nư. Chạp đám chùm ra ấn hai miền hàng chênh đầy. Nhóm mình men chân này dây thác cua tài rớp. Chuan kia tê. Rich ca trở cắt bằng thôi à kết ca nâng chìa ca bật nè. Bạn ta à ca rực chuan đây thư lý bật đây ở miền hàng chênh kia chạy nà rực kia tê. Hai khiến pháp nè mù là than này bánh nhà ha rực chuan đây thư lý sọ ngay đang ca bình nà tê. Ca nà dương này dây ẩm phi ca rực chuan đây thư lý ca rực chuan đây thư lý đôi chỉ rương ca chánh sao để ca ca ạ nó vọt xe lại ca là hốt đông miền ca bánh bò nơi ca rong nơi khai bè xe nụy nâng. Bọn phô ôn trở đăng. Thật bánh nhà ha rớp chôn đầy thli á. Né. Dương cái lệch mớ tha ọc nha sẽ thay cái đông pi rư con nhà miền ở địa phố lưng về rớp chôn đầy thli. À nâng ca bích mà trùng. Ca bích mà trùng này bánh nhà ha rớp chôn đầy thli. Đăng mà trùng thiết sợi đấy. Sọc ngay á để bánh nhà ha rớp chôn đầy thli á. Rệch ca hôn xa anh bọc bạch đọc xa ai trên kia á. Cứ mê rốt nơi thân nặng khùng. Mê rốt về cao nơi thân nạc khùng. Hay ta hên là bà tốt thân nạc khùng. Vụ khùng về thắng khi nhóm bàn xì tích tôi tê. Nó.
khang lớn đó si chán việc bật hai khang lớn si chán tôi phô khang lớn sao ông thông bắn tay rốt đây việc cắt chùm lúa to tê nhá cứ cắt nơi thật nặng khùng hay đàm bay đọc sài bánh nhà hà nâng tôi tay để chá bằng cắt này dỗ bài mũi hay hai bộ mê khùng nâng mọc ập rùm bộ phô sọ ngay mê khùng nâng cứ chìa nẹ vay rẹt từng song khang ngày nào mỗi nhầm lực rung bánh hát đầy thuyền mà thay thị bài chung sạp dương dừng mơ khơi nhọc nhà sẽ thấy cái đồng phí nâng việc bất thay kê chỉ nạ chạp đầy thông bàn tay à rương đã việc ca rốt môn kê cứ khát nâng mê không nâng mong cái hai môn trây mù lật thàn hai môn trây mù lật thàn nó bật tô hoạt mà nè ao tại hiên bật tô cái thắng nhầm bẹt cái tết tuốt nhớ mầm chẳng nó mệt thơ chẳng bán được rồi nó nói cho mổ phong đấy ấy cái nó lớn nó cái chi đừng mất mất nó nhắm tầm mà bèm phong anh ấy chăng á chăng về lên chăng chăng cô na từ lúc rang si nó chọc từ sắp xa nó chỉ riêng vô mà dễ phao chăng nè nó ao vô nhắm họp mớn cái lâu vì sọc mai nè khi ông nè cô na này dễ khóc riêng lúc rang si mắt bàn khóc chiên lục răng xí vì bố khi nhóm rô nơi chai vì bà đề cảm chuyện hãy khi nhóm sao tới đi hãy khi nhóm khám miên nhóm phải áp đắc khi nhóm khám miên đây mà chẳng em đi nơi sọc khám ai nhóm ớt miên đi nhóm ớt miên đây được không chân hai à rương cro đời xa hôn sai nên cứ chỉ rương hút cả họ phê mơ bóng bà ôn nơi khăn ông nệt ti mà bóng nẹ nè bóng bà ôn na dô khơi đôi lục răng xí ta sọc khám ai của đời xa hôn sai mơ chui phép nhóm tính mơ 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 tầng nẹ mà chê khi ông chơi phép nhâm tinh mơ nế sao không ai khổ đời sao hôn sai nè ấy hay dương nó ớt tờ tuôn khó thử nên chỉ vứt Việt Nam bao giờ nghe lan bọc dương bạc cách của hôn sai cái điên ách của hôn sai chăng ấy tờ tuôn khó thử khuôn dương mà đôi khi nhóm sao ngay nè bê khi nhóm cái điên ách nhé nhóm bà tô Donald Trump chứ nghe chẳng bàn tha lại sâu ní về miền cà dễ chẳng nó bọn vốn và chẳng vì sọc dưỡng dương thử ca cái nạ phạm bà chẳng khan mình bàn nè cái nạ phạm chẳng tại dương thử ca cái nạ phạm bà chẳng đây phê xa khám ai xa mai nhóm kia hai ta à cả nạp bạp chàng ọt bẹt bùi ọt bẹt bùi à lùi khăn ông à mấy ta hát bẹt bùi à lùi khăn ông khuôn vi à cực bần vi đai bà tô kê nè khuôn vi à cả cực à lùi khăn ông tai đai bà tô kê à nâng kia hai ta bù à cả nạp bạp chàng bẹt bùi à lùi khăn ông xa mai nhóm kia hát bẹt bùi à lùi khăn ông ui chết đến dễ kê khó thằng ngọt bà khuôn ai à lùi lùi kê trâu ca cái nạ bạc bạc chăng sạ thạ bà nà hai bạc chìa chôn dù dù tới bạc chìa chôn sạ lãnh cái nạ bạc bạc chăng vì bố cái nạ bạc bạc chăng ọt thư phliêng thư bạc cô đi bạc chìa chôn bàn ọt rung bạc chìa chôn muối ọt sạ bạc chìa chôn muối tiệt tê cứ không phẳng tục chìa rèn dàng ná đàm bay bạc tê chìa chẳng hai bạn chia lục nẹ pro sấy bạn sân na chỉ miền ca khô sna vì lục xong là gì tiêm tê phim thả ỏi lục xong là gì thưa nị khai bọt mà nè sắp ngay lục xong là gì quật quật xa là phim hay quật thạc quật nâng bầm pho bầm pho bầm pho bịa thạc bầm pho mình men đầm nó sai đi nè bị thả bầm pho mình men đầm nó sai đây lục nè là lục nè đó nên khiêm bát xong chuyện việc bình đẳng hay khiêm bát có mình du đây à lời này xong bình chấp hay xong o con những bộ lục nè để bàn châu rúm khăn ông lại sâu bọc khiêm bát hay khiêm bát nên thử clip video commentary tối tối chạy tôn âm phí bắt chấp bọn phép mà tách mình tuổi hay bảo bắt nhưng bạn mình khơi phơi lại xấu cứ là vô ba là vô thưa ca
ngày nay ban sẽ mẹ anh tết có bỏ xài rừng năng chun chẳng xong ọc cuốn xong lúc nẹp và có tất đòi sẽ cái đây sóc nâng sẽ cái đây chậm ràn xong ọc cuốn.